Xin chào cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Bình Hòa Tây thuộc về huyện Mộc Hóa nha. Thì trên cái vị trí này thì chủ bên em có cần bán thửa đất có diện tích là được 5.600 m², tức là 506 nha cô chú anh chị. Thì mặt tiền của thửa đất mình tiếp giáp với đường quốc lộ N1 nha. Con đường này hiện trạng là xe tải ô tô là mình đi được tới đất đó cô chú anh chị. Và tuyến đường N1 này đi thông về Đức Hòa, mình về đến thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tuyến đường này thì họ đang làm nhựa, cách thửa đất mình thì tầm khoảng là vài cây số nữa thì họ sẽ làm được lên tới đây. Còn phía trước ngoài kia nữa là con kênh rất là lớn luôn. Thì khu vực này là có điện nước đầy đủ nha cô chú anh chị. Mặt tiền của mình thì được 40 m tiếp giáp với đường N1 này nha. Và cái hậu của thửa đất mình, cái hậu đi sâu vào bên trong là được 140 m nha cô chú anh chị. Thửa đất của mình thì vuông vức luôn, cục khá là đẹp. Ở đây thì làm lúa được 3 vụ nha. Gần bờ của mình thì từ vị trí này đi thẳng vô. Thì đất mình ở đây là có điện, có nước đầy đủ luôn. Ở đây thì nhà cửa dân cư sinh sống thì hẳn hồi. Từ hướng này mình đi thẳng luôn khoảng tầm 200 m nữa thôi là có trường học nha cô chú anh chị. Còn mình về tay phải á, là mình về hướng trung tâm thị xã Kiến Tường khoảng 7 km thôi. Cũng khá là gần. Hướng ngược lại thì mình đi ra ngoài cửa khẩu ra quốc lộ 62 luôn. Thửa đất của mình thì rất là thích hợp để cô chú anh chị mình xây nhà vườn, nhà yến gì đó. Thì cô chú anh chị mình từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi về đến đây thì cũng mất khoảng 70 cây thôi. Còn thành phố Tân An và Tiền Giang mất khoảng 60 km đổ lại thôi cô chú anh chị. Thửa đất mình rất là đẹp, vuông vức luôn. Thì giá chủ bên em cần bán hết diện tích này chỉ có là 1.2 tỷ là hết đất nha cô chú anh chị. Cái giá này thì cô chú anh chị mình xem đất có thể thương lượng với chủ nha, xem họ bớt cho mình được bao nhiêu. Em mua bán thì cho cô chú anh chị mình gặp ngay chính chủ làm việc trao đổi thoải mái nha. Lúa rất là trúng luôn. Thửa đất mình thì khá là đẹp. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha. Vì để xem đất thì mình gặp ngay chính chủ nha cô chú anh chị.